Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại mình đang đứng trên đường Main Street của thành phố Huntington Beach. Mấy ngày nay những cuộc biểu tình thì xảy ra liên tiếp, ngày nào họ cũng biểu tình hết trơn. Không biết tình trạng này thì tới bao giờ họ mới chịu chấm dứt. Ở đây thì ngay chỗ này thì thường cũng hay xảy ra những cuộc biểu tình, nhưng hôm nay thì trở lại bình thường. Mình quay quang cảnh xung quanh đây cho các bạn xem ha. Ở phía bên kia đường là biển, nhưng mà mình không đi qua bên đó. Chỉ cần đi bộ qua bên đó là nhìn thấy biển rồi. Nhưng hôm nay mình thấy ở đây không khí ở đây vui hơn. Mình ở đây mình quay lại những cảnh này cho các bạn xem. Người ta đã mở cửa buôn bán trở lại bình thường. Hôm nay mở bỏ ra nè, bày ra mấy cái bàn ra đường bán luôn. Giống như hội chợ rồi, thấy vui ghê không? Đây là bán dép cho những người ta đi biển, người ta mang dép ra biển. Người nào mà đi ra biển mà không có mang dép theo thì ghé đây mua dép. Áo thì ở đây cũng sale 40%, 50%. Của Mỹ nó ra đường nó không có thấy là rất ít người đeo khẩu trang, họ không có sợ gì hết á. Chỉ có vài người đeo khẩu trang thôi, ai sợ thì đeo, còn đa số là thấy họ không có đeo khẩu trang. Còn đây là những cái kiosk mấy ngày trước thì họ đóng cửa, họ không có mở. Bữa nay mình thấy họ mở cửa, họ bán rồi. Nhìn thấy nó buôn bán vậy là nhìn thấy nó vui hơn, tấp nập. Không khí nhộn nhịp vui vẻ. Mình vừa đi vừa có vài mẫu chuyện để chia sẻ với các bạn luôn. Như các bạn đã biết, những cuộc biểu tình đã diễn ra ở Mỹ đòi công lý cho ông George Floyd. Thì ngày hôm qua mình cũng có đưa lên một cái video là họ tổ chức biểu tình ở thành phố Westminster. Thành phố Westminster họ tổ chức 2 lần nha các bạn. Lần này là lần thứ 2, chặn ngay ngã tư đường Westminster và Magnolia. Đó là trục đường chính của Lido Sài Gòn, nơi cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại. Bọn họ tổ chức vào khoảng 4 giờ chiều. Thì có khoảng 1.000 người bắt đầu từ công viên Westminster Park ở góc đường Magnolia và đường Haja đi về hướng Bắc. Và khi họ đi đến đường Westminster thì cái đám người biểu tình dừng lại, tràn ra giữa đường, quỳ gối một chân xuống đất. Và khoảng 20 phút như vậy đó. Cái này là họ làm giống như là một cái biểu tượng ủng hộ cho người Mỹ gốc châu Phi. Họ dừng lại như vậy liều khoảng 20 phút, làm cản trở giao thông. Và có một điều đặc biệt là trong những người tham gia biểu tình thì có rất nhiều người Việt Nam. Trong đó có một người cầm lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, rộng khoảng 1 mét vuông. Có một người trong ban tổ chức trả lời với nhà báo, trả lời phỏng vấn với nhà báo nha các bạn. Mình không muốn nhắc tên người này, mình chỉ nói lại nội dung lời nói của người này thôi. Anh ta nói rằng như vậy: chúng tôi đến đây giúp tổ chức cuộc biểu tình này vì tôi tin rằng mọi người phải được đối xử công bằng trong xã hội này. Bởi vì hiện nay, anh em của tôi, cộng đồng của tôi không được đối xử công bằng. Tôi hy vọng qua cuộc biểu tình này, mọi người ngồi lại với nhau, tôn trọng nhân quyền, tôn trọng hiến pháp. Đó là mọi người phải có trách nhiệm tôn trọng lẫn nhau. Thế nhưng hiện nay, điều này chưa được thực hiện. Anh chàng này là người Việt Nam. Còn có một cô y tá nữa. Cô y tá này cũng là người Việt luôn. Mình cũng không muốn nói tên cô y tá này ở đây. Cô ta nói như thế này: tôi đến đây hôm nay để bày tỏ sự phản kháng đối với người Mỹ trắng không đối xử công bằng với người Mỹ gốc châu Phi. Và còn một anh nữa cũng trong nhóm tổ chức, ta nói như thế này: chúng tôi kết hợp với những cộng đồng da màu khác trên khu vực
để cất lên tiếng nói của thế hệ trẻ chúng tôi về một sự việc vốn đã tồn tại rất lâu trong xã hội. Chúng tôi muốn cộng đồng nghe thêm nhiều tiếng nói khác nhau, từ nhiều màu da khác nhau. Và dĩ nhiên là quan trọng nhất vẫn là người Mỹ gốc châu Phi. Đó là lý do mà chúng tôi cùng với một số lãnh đạo các tổ chức người Mỹ gốc châu Phi khác tổ chức buổi biểu tình ngày hôm nay. Đó là lời của anh ta nói. Qua cái những cuộc biểu tình này không chỉ là liên quan đến vụ chết của ông Floyd vì cảnh sát dùng vũ lực mà chết, mà cũng là một cái dịp mà những người tổ chức này họ muốn gửi một cái thông điệp đoàn kết tới cộng đồng. Cái sự kiện này họ tổ chức từ mấy ngày trước lận đó. Họ cho biết là đoàn kết, ôn hòa, công lý là những điểm chính được đề cập trong lời kêu gọi biểu tình Black Lives Matter cùng với các cộng đồng khác trong cùng khu vực tổ chức. Sau khi họ rời khỏi ngã tư Westminster và Magnolia thì họ kéo tới tòa thị chính của thành phố Westminster. Thì ngay chỗ này thì có hàng chục cảnh sát viên trang bị võ trang thì đứng gác ngay đó rồi. Thì có một người đại diện đứng ra diễn giải và phát biểu ý kiến lên án hành động của cảnh sát, hô to khẩu hiệu Black Lives Matter, có nghĩa là sự sống cho người da màu đó, và nói là No Justice, No Peace, có nghĩa là không có công lý thì không có hòa bình. Thì có một lúc cái nhóm người biểu tình này lại quỳ xuống một chân trước tòa thị chính nữa, và họ kêu gọi cảnh sát viên cùng với họ quỳ như vậy luôn. Nhưng mà không có nhân viên công lực nào họ làm hết đó. Sau đó có một anh bước qua hàng rào và bắt tay với một cảnh sát viên. Hai người bắt tay nhau trong tiếng hoan hô của mọi người. Người này quỳ một chân trước mặt cảnh sát. Mọi người lại tiếp tục kêu cảnh sát hưởng ứng. Nhưng không có ai mà đáp ứng lại hết đó. Toàn bộ cuộc biểu tình ngày hôm qua thì diễn ra rất là ôn hòa, không có một vấn đề nào xảy ra. Và kết thúc vào khoảng 6 giờ 30 chiều. Đây là một trong những cuộc biểu tình xảy ra khắp trên Orange County trong khoảng 10 ngày qua sau cái chết của ông George Floyd. Mình nhìn thấy xung quanh đây các cửa tiệm thì họ cũng đóng ván để che lại các cái cửa tiệm. Khi nào họ mở cửa thì cái ván nó vẫn còn đó, tại vì có thể là cái tấm kính còn mắc hơn cái tấm ván nên họ đóng ván để che lại cho nó chắc ăn. Bởi vì cái khu vực này thường xảy ra biểu tình hoài. Khu này là khu nhà giàu nha các bạn. Nên là những cái nhóm người mà đi hôi của đó, thường thường họ nhắm vào những cái khu vực nào giàu thì họ mới hôi của. Khu nghèo đâu có cái gì để hôi, mà nó nhắm vào cái khu nào giàu có tiền thôi. Mình có một cái tin này là ở miền Trung California, thành phố Bakersfield, cảnh sát bắt giữ một người Việt Nam tên là Michael Trần, 31 tuổi. Anh ta đã bị bắt vào chiều thứ Sáu, năm Tây tháng 6. Thì anh ta dùng một chiếc xe SUV lái thẳng đâm vào cái đám đông. Mà đám đông này là đang biểu tình. Cái nhóm biểu tình này thì có khoảng 200 đến 300 người, không có đông. Anh ta lái xe lao thẳng vào cái nhóm người này thì tông vào một thiếu nữ khoảng 15 tuổi. Thì ở đây có một cái đài truyền hình đang thu hình ở đó. Cái đài truyền hình của Fox 58 đang ghi hình lại, nên thành ra là ghi hình của anh ta rõ ràng lắm. Cũng may mắn là cho cái người con bé gái này thì chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Thì theo báo chí của sở cảnh sát cho biết là anh Michael Trần này lái xe ngang qua nhóm người biểu tình này vài lần, rồi sau đó có lời qua tiếng lại gì đó trước khi anh ta lái xe vào đám đông này. Theo hình ảnh của camera quay được thì cho thấy đám đông náo loạn. Khi một chiếc xe SUV băng ngang, chưa đầy 20 phút sau thì lại quay lại một lần nữa, cũng không giảm tốc độ và vượt qua đám đông. Tuy nhiên, lần quay trở lại này thì mọi người đã dạt qua hai bên đường rồi. Cảnh sát đã bắt giữ nghi can Michael Trần rồi. Số tiền mà để tại ngoại hầu tra là khoảng 500.000 đô. Vào cái phiên sơ thẩm diễn ra ngày 9 tháng 6 này đây.
Trên con đường này hôm nay thì người ta buôn bán rất là đông vui. Mình nhìn thấy mấy cái kiosk này họ mở cửa rồi, buôn bán trở lại. Nhìn thấy cái đường phố nó thấy nó đẹp hơn, nhộn nhịp, náo nhiệt hơn nhiều. Mặc dù chính phủ cho mở cửa trở lại rồi, nhưng mà không phải cửa tiệm nào người ta cũng mở lại hết. Các bạn thấy không, họ cũng đóng, lấy ván họ đóng lại, che lại. Họ vẫn sợ những người đi hôi của, từ cơ hội đột nhập đập phá nữa. Mặc dù mấy ngày nay thấy ổn, nhưng mà cũng chưa chắc là hoàn toàn ổn định đâu các bạn. Bây giờ ở bên thành phố Minneapolis đó, hôm nay mình có cái tin là họ đòi giải tán sở cảnh sát luôn. Trong đó có một đa số thành viên hội đồng thành phố thì cũng ủng hộ giải tán sở cảnh sát. Cái tin này không biết là tốt hay là xấu. Theo mình nghĩ mà sau này mà không có cảnh sát thì trộm cắp cướp giật ai đứng ra can thiệp đây. Cuối tuần người ta ra đây tản bộ, đạp xe đạp, rồi dẫn chó đi thả bộ. Nhìn thấy nhiều cảnh thấy vui lắm. Con thấy con chó dễ thương ghê. Còn cái nhà hàng này á, ở bạn nhìn thấy bên tay trái mình cái nhà hàng này nè, người ta ra đây người ta ngồi ăn rồi nhìn ra đường luôn, ngồi vậy ta thấy rất là thoải mái. Ta thích ăn ngồi ngoài vậy nó vui nữa đó, thấy không, nhiều khách ngồi ăn. Nhưng mà cái người mà chạy bàn, những người làm việc ở nhà hàng đều bắt buộc phải đeo khẩu trang hết. Các bạn thấy không, những người đó người ta đến ra ăn ngồi thấy vui, ngồi xa xa đó, cái cô chạy bàn phải đeo khẩu trang. Nếu bên đây người ta cũng vẫn đóng ván này thôi. Đóng ván che, cái tiệm này thì chưa dám mở ra, vẫn còn sợ chưa mở. Mấy trẻ trẻ đi ra đây nhiều lắm. Tụi trẻ nó thích đi dạo, đi chơi. Các bạn nhìn cái góc này nè, xe đạp nè. Ở đây mình đi xe đạp xong cái mình chạy ra đây, cái khóa lại, nó có cái đồ để mình bỏ cái xe mình vô, xong mình có ông khóa mình khóa lại thì không có ai lấy hết trơn. Ở Mỹ này thứ nhất là mình không có trả tiền gửi xe, không có cần phải trả tiền gửi xe gì hết. Mấy đứa nhỏ nó đi nó chơi, nó đạp xe đạp vòng vòng xong giờ nó dắt ra đây khóa lại, rồi đi vòng vòng, đi bộ vòng chơi, lát quay lại lấy cái xe. Ở đây mình không có cần gửi xe, chỉ có xe hơi trên bãi biển, đi vòng vòng hai bên bờ biển này thì có nhiều chỗ mình cần phải trả tiền thì tính tiền giờ, tự mình bỏ vô cái đồng hồ rồi trả thôi, chứ không có người mà giữ xe giống như Việt Nam là phải có người giữ xe, ghi giấy, ghi số. Ở này không có, là tự giác hết. Nếu mình không bỏ vô, lát cảnh sát đi ngang qua nhìn cái đồng hồ mà thấy mình không có bỏ tiền vô á thì nó cho mình giấy phạt. Ghi cái giấy phạt xong gắn lên cái kiến của mình, lát mình quay lại mình lấy. Mình thấy cái miếng giấy là mình biết rồi, bị phạt rồi đó. Những cửa tiệm thì đẹp ghê. Vì sao? Tiệm ta đẹp, bây giờ đóng miếng dán thì nhìn hết đẹp rồi thôi.
cũng mong, có hy vọng cái tình hình mà biểu tình bạo động này mà nó dẹp từ từ, nó hy vọng là chấm dứt sớm càng tốt. Nếu mà cái bạo động là cái giờ người ta lo bạo động, người ta không có lo tới cái chuyện mà có con virus corona nữa, không ai để ý tới nó nữa. Thuốc thì chưa có mà không ai sợ hết trơn á. Thuốc thì chưa có mà không ai sợ, cứ đi làng đi biểu tình mà thấy nhóm người biểu tình thì người nào cũng đeo khẩu trang hết, cũng che mặt lại hết. Các bạn nhìn qua bên đường, bên kia đường á, những cái tiệm đẹp như vậy mà giờ người ta lấy dán người ta đóng lại, bây giờ là mất thẩm mỹ của khu phố luôn. Ở đây nữa nè, ở đây cũng có một chỗ để xe đạp nè, mấy bạn đó đi để xe đạp ở đây, khóa lại để đây. Ở Mỹ không ai ăn cắp hết trơn, người ta để đó, chừng nào mình cần xong rồi mình lại mình lấy. Bây giờ tạm biệt các bạn nha.